Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái clip về cái những cây hàng custom của Cảm Ống. Thì hôm trước mình đã làm cái phần custom gỗ co do anh em đặt rồi. Thì hôm nay mình sẽ tách ra mình làm thêm một clip về custom Cảm Ống để cho anh em xem và theo dõi ha. Mình tranh thủ mình làm cái clip này đã mình ráp xong, mình sẽ có những clip test những cái video mà những người khách họ tới nhận hàng. Thì mình sẽ ghi lại cái video đó mình test rồi mình sẽ đăng lên cho anh em thấy để anh em xem ha, xem và game thanh. Còn mình tranh thủ mình làm clip này là để mình làm clip để cho anh em xem và cái quá trình mà đã hoàn thiện xong một cái đàn khâu bọc khâu sơn để cho anh em xem ha. Đây là cái cây của anh Vinh, cây này ở Cà Mau. Đây, cái này là cây custom Cảm Ống, lưng và hông là cảm ấn, hoặc là gọi là hay còn gọi là cảm lai Ấn Độ đó. Cái quân của khách họ chọn là yêu cầu là cái bọc hậu là phải đen và sớ nó rất là đều, cho nên mình lựa ra mình làm những cái cảm này. Các bạn xem cái sớ của cảm này đó, mặt là mặt thông ba, thông này rất đẹp. Khi mà mình nhìn như thế này là mình có thể là mình cảm giác mình thấy hai màu nó khác nhau, nhưng mà các bạn khi các bạn lật nghiêng lại các bạn sẽ thấy nó vân nó đối xứng nhau, có nghĩa là một màu đây đó. Các bạn sẽ đỡ vân nó đối xứng nhau đó, nó tạo nên một cái màu của một cái bầu gỗ thông ba già. Cái sớ thông nó rất mịn này đó, nó mịn đều với nhau để cho nó cái độ âm thanh cộng hưởng gọi là cao đó. Khi mà mình đỡ như này mình thấy có thể là mình cảm giác nó hai màu nó khác biệt, nhưng mà các bạn chỉ cần nghiêng lại một tí thôi thì cái độ phản chiếu của hai cái nó sẽ như nhau, là để nó tạo nên một cái âm thanh của cây đàn gọi là rất hay. Cái này thì không có cái yêu cầu gì cầu kỳ hết cả, cần của cái này là vẫn là ở bảng 50, cái là vẫn bảng 50 bảng chủ chứ cũng không phải là cần nhỏ. Đây đó là trên toàn bộ cây đàn này chỉ đóng giống như những cái cây đàn kích thước bình thường thôi, không có khác biệt gì hết đó. Thì cây này tiếp theo là cái cây này, đây là cây eo, cây cẩm lát xích eo. Nhưng mà cây này sẽ có một cái điểm khác biệt, đó là cái cần này là cũng khách đặt cũng được tư vấn và cái bộ thông nó cũng y như thế, bọc hậu nó cũng y như thế, lưng và hông từ mặt vẫn là y như cây cẩm tròn. Nhưng mà đặc điểm của cây này là cần 48, có nghĩa là cần nhỏ. Thì cái ngày này là nữ cho nên yêu cầu cái bản cần nó nhỏ để cho mình ôm trong cái độ tay này cho nó sát với cái tay này, để cho mình bấm cho dễ dàng, nó không có bị to quá so với cái người bình thường đó. Chỉ có khác biệt ở cái bộ gỗ này, so bộ gỗ của cây cẩm này là chỉ khác biệt về cần thôi, cho nên khách yêu cầu là cái cần nhỏ thì bên mình lập cần nhỏ, còn cái kết cấu và phần thùng thì vẫn đỡ cho từ bên mình là nghiên cứu cái phần cầu này bên trong để cho được một cây đàn gọi là âm thanh nó có thể là hay nhất có thể, chứ không có yêu cầu cái kích thước thùng mỏng hay dày như thế nào hết. Và đây là sẽ tiếp tục là thêm hai cây lát xích nữa ha, thêm hai cây lát xích. Đây là một cái cây lát xích thùng eo mỏng. Đây eo mỏng là so với là cái thùng eo mình dày như thế này đây, để cho mọi người xem ha. Đây đó, cái này eo mỏng nó chỉ có 7,5 phân thôi, 7,5 phân hay còn gọi là thùng của chí tài. Thì cái này là thùng eo, hay mọi người thường gọi là eo chí tài, là tại vì chú chí tài hay đánh cái một cái cây đàn thùng mỏng như này thì mọi người cũng hay đặt mình làm như này. Nhưng mà cái yêu cầu của bộ thông này là mặt phải sáng, cho nên mình chọn cái mặt thông này là gọi là mặt sáng, để cho họ không thích cái mặt màu sẫm, mặt thông sẫm như màu này ha, mặt thông sáng. Còn lưng hông vẫn là cẩm ấn. Và cái cần rồi hỏi cái cần đấy, ở đây cái cần vẫn là cần nhỏ, cần 48 thôi ha, cần 48 các bạn nhớ nha, cần 48 đó. Đó là cây cẩm. Tiếp theo có một cây cẩm nữa, nhưng mà cây cẩm này nó sẽ khác so với cây cẩm như kia là như thế nào thì các bạn xem. Cây cẩm này vẫn là bộ cẩm, gọi là một bộ cẩm rất là đẹp, cẩm lai Ấn Độ, mặt thông vẫn là mặt thông sát. Nhưng mà cây này họ đòi hỏi cái đường chỉ viền này phải nổi lên so với cây cẩm này chỉ của cẩm luôn, nhưng mà cái cây này á, khách yêu cầu là cái đường chỉ này nó phải nổi lên. Nên mình là đi cái đường chỉ gỗ là sợi pháp để cho cái đường chỉ này nó nổi lên. Đó là những cái đặc điểm kết cấu mà những vị khách họ muốn cho cái đàn của mình, từng chi tiết của cây đàn của mình nó sẽ được đẹp trong mắt của cái khách hàng,
và những cái đường viền, những cái đường chỉ phải gọi là thanh thoát để đi giống. Còn tất cả còn lại thì đa số những cái thùng bỏng cọc đô ba giống như cọc đô ba này thì cần chỉ có 48 thôi, cho nên họ yêu cầu phải giống như cái đó để cho họ muốn cho được cho sử dụng được một cái cây này gọi là ưng ý. Bên mình vẫn có những dòng cọc đô ba nhưng mà vẫn khách hàng họ vẫn không có gọi là ưng ý lắm, để cho họ thích, vẫn thích là hàng custom của Việt Nam. Đây là một cây cọc đô ba này, các bạn xem cọc đô ba thấy đó, cọc đô ba cũng là thùng mỏng đây, các bạn xem ha, cũng là thùng mỏng, cho nên cần là 48 luôn. Cho nên anh em nói chung là mọi người hay cầu mình đóng cái gỗ cảm ứng này để cho cái âm thanh của cái đèn được sâu. Tiếp theo là cái cây cảm ứng mua đẹp này, cây cảm ứng mua đẹp đây là một cây chất tung cảm ứng mua đẹp mặt thông, mặt thông cảm ứng, cảm ơn cần nó là cần hiện nay mình đang làm là bằng lăng cuộn, cho nên cái độ cần của nó rất là tốt, độ giữ cần rất là tốt, rất chắc chắn. Đây vô cảnh đây rất là đẹp mặt thân đây đó, cấu hình cò với phần cầu nang. Thì các bạn nào muốn xem tỉ mỉ thì hôm sau mình sẽ làm thêm một cái clip về cái bộ cầu ở bên trong để cho anh em mình theo dõi được kỹ lưỡng. Còn bây giờ cái chất lượng là chất lượng và cái gỗ, cái mặt và cái kết cấu như nào gọi là custom, custom có nghĩa là hàng đóng, có nghĩa là anh em đặt theo cái yêu cầu của anh em, những cái chi tiết họa tiết của anh em. Cây này là đóng theo kiểu là eo tay lo, cho nên cái thùng của nó giống như cái thùng eo của đàn cây lo thôi, nhưng mà họ, anh em cũng thích là những cái hàng Việt Nam hơn. Và đây là một cây thùng vuông, đây là một cây thùng vuông của cắm cắm. Cái này là khách yêu cầu lắp EV fitment, cho nên khi cắt thùng thì làm mọc thì bên mình đã cắt sẵn rồi và mình chỉ có lắp EV vào thôi ha. Thì cái này được thiết kế thêm một cái watt 38 ở sau, và họ không có muốn cái quăng gỗ này nó sẫm đi, mà họ muốn cái quăng nó sáng sáng tí, mình bù lên thì cái quăng nó sẽ khác so với những cái cạnh kia. Thì thêm một cái gọi là ba tấm ở sau, nó giống như những cái đèn Morris đúc 50-80 để cho nó tạo lên kiểu cách của cái đèn. Và đây là cái cọc đó, một cái bộ mặt thông sẫm đó, một bộ thông sẫm để tạo nên thành cái đèn gọi là rất hay. Đó nha, đó là những cái cây gỗ cắm mà mình đang làm custom cho anh em cả nước mình. Thì anh em hãy theo dõi cái clip này, và muốn tư vấn đặt cái hàng custom thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0987 64 6639, hoặc là có thể vào fanpage này inbox và trực tiếp mình sẽ trả lời các bạn và tham khảo các ý kiến của các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.